Để có được một vòng eo thon gọn, săn chắc, tự tin bằng những bộ đồ mà mình yêu thích, đây là điều khá khó khăn đối với nhiều chị em bị béo bụng. Vòng hai bị chảy xệ do nhiều nguyên nhân khác nhau, như là sau khi sinh đẻ hay là nhân viên văn phòng, ngồi lâu hoặc là cũng do yếu tố cơ địa hình thành nên. Để giảm lượng mỡ bụng dư thừa này thì hiện nay phương pháp sử dụng các loại máy massage bụng đang đem lại những hiệu quả cao để nhiều người áp dụng. Vậy nên chọn chiếc máy massage bụng loại nào tốt, giá cả phải chăng? Sẽ có trong video này của Blog New, mời các bạn cùng tham khảo nha. Top 10 loại máy massage đánh mỡ bụng hiệu quả nhất hiện nay. 1. Đai massage đánh mỡ bụng không dây X5. Chiếc máy massage đánh mỡ bụng đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn chính là sản phẩm đai massage bụng X5. Đai massage bụng X5 là chiếc máy có giá rẻ nhất hiện nay nhưng vẫn được các nhà sản xuất trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng với các ưu điểm nổi bật như sau. Tần số rung mạnh với 5 mô tô rung được bố trí đều theo chu vi của dây đai. Dây đai được làm bằng chất liệu an toàn, có khả năng thoát khí, thoát mồ hôi tốt. Máy có 2 chế độ rung là nhẹ và mạnh để bạn có thể lựa chọn. Bảng điều khiển thì hiển thị rõ ràng các thông số, dễ dàng tiện lợi cho người sử dụng. Dòng máy sử dụng pin sạc, kích thước gọn nhẹ chỉ tầm 650g nên bạn có thể mang theo khi đi du lịch hay là công tác. Với thời gian bảo hành là 6 tháng, có mức giá bình dân, có thể nói đây là sản phẩm rất đáng để bạn đầu tư, phù hợp với các bạn mà có kinh tế eo hẹp. Hiện sản phẩm đang được bán trên thị trường với giá là 145.000 đồng. 2. Máy massage đánh mỡ bụng Nikio NK168. Sản phẩm tiếp mà mình muốn giới thiệu đến các bạn là mẫu máy massage đánh mỡ bụng Nikio NK168. Đến từ thương hiệu Nikio rất nổi tiếng của Nhật Bản, đây là dòng máy massage giảm mỡ bụng cao cấp được thiết kế theo công nghệ tiên tiến của Nhật với rất nhiều ưu điểm nổi bật so với các dòng sản phẩm khác ở trên thị trường. Phải kể đến là, thứ nhất, phần vỏ máy được làm từ chất liệu nỉ chống thấm nước và bọc lưới chất lượng cao, êm ái khi sử dụng. Sử dụng hai tông màu trắng phối với xanh rất là bắt mắt, trẻ trung, năng động, phù hợp với giới trẻ. Thứ hai, thiết kế 2 trong 1 vừa massage rung làm săn chắc cơ, vừa có tính năng tạo nhiệt, cuốn nóng, hệ thống sưởi giúp đánh tan mỡ bụng, đào thải độc tố hiệu quả. Thứ ba, có 2 động cơ rung có công suất 48W, mạnh mẽ, tác động sâu vào các lớp cơ ở dưới da giúp tăng hiệu quả massage trị liệu lên gấp nhiều lần. Thứ tư, máy có chức năng rung tự động từ nhẹ cho đến mạnh, hoặc là bạn có thể lựa chọn bằng tay với 9 chế độ massage khác nhau sao cho phù hợp với từng vùng trên cơ thể như là phần eo, mông, bả vai, bắp chân hay là phần mông. Thứ 5. Có thể sử dụng với người có vòng eo lớn hơn 120cm. Thứ 6. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng có chức năng hẹn giờ tự tắt sau 5, 10, 15 phút để tránh người lạm dụng máy quá mức. Và sản phẩm sử dụng được nguồn điện từ 110 cho đến 210V. Hiện tại thì chiếc đai massage bụng Nikio đang có giá bán tầm 839.000 đồng, thời gian bảo hành 12 tháng. 3. Máy massage đánh mỡ bụng Elite. Elite là thương hiệu nhà sản xuất máy công cụ và các thiết bị chăm sóc sức khỏe rất nổi tiếng của Việt Nam, có nhà máy đặt ở Hậu Giang. Các sản phẩm của hãng thì được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn châu Âu. Máy massage bụng Elite với các ưu điểm như sau. Thứ nhất, sở hữu phong cách thiết kế thời trang, màu sắc trẻ trung, bắt mắt. Thứ hai, sử dụng 2 mô tô rung với công suất 60W tạo ra các xung nhịp kích thích các hệ cơ dưới da hoạt động liên tục, từ đó làm da săn chắc và thải lượng mỡ dư thừa có hiệu quả cao. Thứ ba, có tay cầm remote điều khiển tiện dụng với 4 chế độ rung, chế độ xung nhiệt, chế độ massage tự động. 4. Dây đai được làm từ chất liệu sinh học, an toàn đối với sức khỏe, không gây dị ứng cho da, đồng thời có khả năng thoát khí, thoát nhiệt tốt. 5. Có thể massage nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể như là bụng, đùi, mông, vai, bắp tay, bắp chân. 6. Đây là dòng máy sử dụng pin sạc phù hợp với các chị em nội trợ, nhân viên văn phòng, người bị béo bụng. Tuy vậy, nó cũng còn một nhược điểm nhỏ là trọng lượng máy hơi nặng tầm 2,6 kg. Hiện tại thì sản phẩm này đang có mức giá bán là 1.019.000 đồng với thời gian bảo hành chính hãng 12 tháng. 4. Máy massage đánh mỡ bụng Vibro Action.
Máy massage bụng và Bro Action được sản xuất tại Trung Quốc theo các công nghệ hiện đại của Mỹ. Đây là dòng máy đa tính năng, vừa có thể dùng để giảm mỡ bụng, vừa có thể dùng để massage giảm căng thẳng trong lúc mà bạn đọc sách hay xem phim, làm các công việc nhà. Máy sử dụng công nghệ dung nhiệt và đai cuốn nóng nên cho hiệu quả cao. Có hai chế độ sử dụng tiện lợi là tự động hay là auto cho bạn lựa chọn. Tự động tắt sau 30 phút nếu không sử dụng. Đây cũng là dòng máy sử dụng pin sạc nên cũng tiện lợi và an toàn cho người sử dụng. Hiện sản phẩm đang được bán trên thị trường với giá là 227.000 đồng. 5. Máy massage đánh mỡ bụng VibroShape. Một sản phẩm khác cũng đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc, đó là máy massage bụng VibroShape. Giống như sản phẩm trên thì máy massage bụng VibroShape cũng được ứng dụng công nghệ hiện đại từ Mỹ. Người dùng có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm. Dòng máy này thì sử dụng công nghệ cuốn nóng và công nghệ rung với tần số cao, từ đó giảm mỡ bụng hiệu quả. Người sử dụng có thể điều khiển chế độ nóng và lạnh cho phù hợp với nhu cầu. Đây cũng là dòng máy massage đa năng toàn thân, có thể massage trị đau nhức các vùng khác nhau ở trên cơ thể. Hiện thì máy massage bụng VibroShape đang được bán trên thị trường với giá là 600.000 đồng. 6. Đai massage đánh mỡ bụng Buro M35. Sản phẩm máy đánh mỡ bụng hiệu quả tiếp theo trong danh sách này chính là chiếc máy massage bụng Buro có xuất xứ từ Đức, được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Nói đến thương hiệu Buro thì sẽ rất quen thuộc với rất nhiều người tiêu dùng với các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe như là máy đo huyết áp hay là máy massage mặt. Máy massage bụng Buro M35 sở hữu các ưu điểm nổi bật so với các đối thủ như sau. Thứ nhất, sở hữu phong cách thiết kế thời trang, đậm chất thể thao. Thứ hai, người dùng có thể điều chỉnh kích thước vòng đai cho phù hợp các vị trí khác nhau trên cơ thể bằng khóa Velcro. Thứ ba, tự động thực hiện 5 chương trình tập luyện trong thời gian tối đa 30 phút. Thứ tư, máy trang bị 4 cực điện tạo rung với 2 chế độ rung mạnh và yếu. Thứ năm, đây là dòng máy sử dụng pin AAA 4.5V, dễ dàng mang theo khi đi ra ngoài. Và hiện sản phẩm đang được bán trên Tiki với giá là 1.616.000 đồng. 7. Máy massage đánh mỡ bụng Bodytech BT-AATB. Máy massage giảm mỡ bụng Bodytech BT-AATB đến từ thương hiệu nổi tiếng của châu Âu có trụ sở tại Anh. Những sản phẩm của nhà Bodytech đều được nhập khẩu trực tiếp từ Anh nên luôn đảm bảo được chất lượng và độ tin cậy, nên rất được nhiều mọi người dùng Việt ưa chuộng. Máy massage giảm mỡ bụng Bodytech BT-AATB không chỉ có khả năng giảm mỡ bụng mà còn làm giảm vùng mỡ cánh tay một cách hiệu quả. Máy massage giảm mỡ bụng có 6 chương trình được thiết lập sẵn là Toning, Regular Crunch, Core Condition, Body Trim, Athletic, Build Up và Pro. Ngoài ra, máy massage giảm mỡ bụng Bodytech BT-AATB còn có khả năng điều chỉnh mức cường độ và tần suất luyện tập. Sản phẩm dành cho cả nam lẫn nữ có vòng eo từ 69 cho đến 140cm. Giảm mỡ bụng bằng máy massage giảm mỡ bụng Bodytech AATB sử dụng pin tiểu AAA rất an toàn, bạn có thể sử dụng ở bất cứ nơi đâu. Đai có thiết kế nhỏ gọn, vì vậy mà có thể mang đi khi cần sử dụng. Máy massage giảm mỡ bụng Bodytech BT-AATB giá khoảng 1.990.000 đồng trên một bộ sản phẩm. 8. Máy massage giảm mỡ bụng Royal SP01. Máy massage giảm mỡ bụng Royal SP01 đến từ thương hiệu Royal của Đài Loan và được sử dụng công nghệ tạo lực rung, tác động sâu và kích thích vào vùng mỡ tích tụ trong cơ thể, giúp làm giảm mỡ một cách nhanh chóng và làm săn chắc cơ thể hiệu quả. Thiết bị có hai cơ chế hoạt động là rung và làm nóng. Các bạn có thể lựa chọn 5 cường độ luyện tập thích hợp với mình cùng với 3 chế độ rung. Máy massage làm giảm mỡ bụng Royal SP01 không chỉ làm đánh tan mỡ ở vùng bụng mà còn tác động được lên vùng eo, mông và hông đùi nữa. Chỉ cần sử dụng đai massage mỡ bụng Royal SP01 thì các tế bào biểu bì dưới da sẽ được kích thích, sản sinh những tế bào mới giúp làm da trở nên căng bóng và mịn màng. Đồng thời hỗ trợ thúc đẩy trao đổi chất ở trong cơ thể, từ đó máu được lưu thông tốt và mang lại nhiều lợi ích lớn đối với cơ thể. Máy massage giảm mỡ bụng Royal SP01 đang được bán với giá khoảng 1.090.000 đồng. 9. Máy massage giảm mỡ bụng Medisana BOB. Máy massage giảm mỡ bụng BOB đến từ thương hiệu Medisana của Đức. Thương hiệu đã ứng dụng công nghệ mới EMS làm nhỏ và thon gọn bụng vô cùng hiệu quả. Với chiếc máy massage giảm mỡ bụng Medisana BOB, dù làm nam hay nữ cũng có thể sử dụng được. Đặc biệt là những ai có vòng hai to, làm công việc văn phòng hoặc là những ai ít vận động, chỉ cần sử dụng mỗi ngày thì bạn sẽ có thể giảm được mỡ bụng
và săn chắc cơ bụng hiệu quả. Máy massage giảm mỡ bụng Medisana BOB giá khoảng 1 triệu 600 nghìn đồng. 10. Máy massage đánh mỡ bụng Buhiung MK207. Đây là sản phẩm đến từ Hàn Quốc, được không ít các chàng trai và cô gái lựa chọn. Điểm thu hút của sản phẩm này chính là có thể phục vụ một lúc 2 người với 18 tư thế đeo khác nhau, không chỉ dành riêng cho vùng bụng mà còn có thể sử dụng cho cánh tay, hông và đùi. Chỉ cần sử dụng máy massage bụng Buhiung MK207 khoảng 15 phút cũng tương tự với 3 giờ luyện tập thể dục thông thường. Hiện tại thì máy massage giảm mỡ bụng Buhiung MK207 với giá bán khoảng 2 triệu 990 nghìn đồng. Khi dùng máy massage đánh mỡ bụng cần chú ý các điều sau. Thứ nhất, sử dụng tối đa 2 lần trên một ngày, mỗi lần khoảng 30 phút. Thứ hai, tuyệt đối không sử dụng cho những vùng da đang bị tổn thương nghiêm trọng. Thứ ba, không sử dụng khi đang sạc điện, khi đang đói. Thứ tư, phụ nữ mang thai không được sử dụng. Như vậy, qua video chia sẻ này của Blum New thì các bạn đã nhận thấy rõ các hiệu quả rất lớn mà máy massage đánh mỡ bụng đem lại, góp phần cải thiện thân hình, giúp cho người béo bụng có vòng eo trở nên săn chắc và gọn gàng hơn. Chúc các bạn lựa chọn được chiếc máy đánh mỡ bụng hiệu quả nhất cho mình nha. Các bạn thấy video hôm nay của Blum New như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.